Chào anh em nhá. Hôm nay Đức Bình xin giới thiệu anh em cái gáo gương. Bên mình gọi là gáo gương thì có thể những chỗ khác họ gọi khác. Hoặc là ốp gương của con Vios. Con này là ốp gương có xi nhan nhá. Chỗ này là chỗ xi nhan này bạn. Đây này, chỗ này chỗ xi nhan nhá. Anh em cần phụ tùng gì thì cứ Zalo cho bên mình nhá. Có những anh em mà chủ xe họ mua đồ á, đấy họ cứ đòi hỏi là phải có màu nhá. Cái này là không có màu các bác nhá, tất cả đồ thân vỏ là cần phải sơn lại hết đấy, nó chỉ có là đấy thôi, nó chỉ có phôi thôi đấy. Anh em là về là nói cho các gara thì các gara sẽ biết luôn này, nhưng mà nói anh em không biết. Gara thì họ biết luôn là sẽ về phải sơn lại theo đúng màu của từng xe một nhá. Rồi anh em có gì cứ Zalo cho bên Đức Bình nhé. Xin chào anh em.